Cập nhật chuyển động bóng đá trên Giấc Mơ Bóng Đá TV. Hé lộ chi tiết bất ngờ đằng sau quyết định gây hoang mang của huấn luyện viên Park tại VLWC 2022. Huấn luyện viên Park vấp phải những ý kiến trái chiều từ NSM sau quyết định táo bạo trước thềm lượt trận thứ 5 VL cuối cùng World Cup 2022. Như chúng tôi đã thông tin trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định gọi Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển quốc gia Việt Nam vào ngày 4 tháng 11 tới đây. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã có công văn thông báo cho câu lạc bộ Hà Nội về việc triệu tập bổ sung Đỗ Hùng Dũng vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu tại VL World Cup 2022 khu vực châu Á. Quyết định này của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận phải vô vàn tranh cãi từ giới mộ điệu bóng đá Việt Nam. Bởi lẽ, việc gọi một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương nặng là điều rất mạo hiểm. Nhất là khi đã có những tấm gương trước đó như trường hợp của Đình Trọng, Văn Hậu. Theo các bác sĩ, nếu thi đấu với cường độ cao ngay thời điểm này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hồi phục hoàn toàn của Hùng Dũng. Vậy nên, NSM cho rằng ông Park đang quá mạo hiểm với sự nghiệp của Đỗ Hùng Dũng để phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn của đội nhà. Tuy vậy, có một chi tiết rất bất ngờ đằng sau quyết định của huấn luyện viên Park, đó là việc BHLDT Việt Nam đã trực tiếp tham khảo ý kiến của chính tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội trước khi gọi anh lên đội tuyển quốc gia. Theo đó, Hùng Dũng đã rất vui mừng và phấn khởi sau khi nhận được thông tin này, anh hoàn toàn ở trong tâm thế sẵn sàng để hội quân cùng DT Việt Nam. Bên cạnh đó, NSM cũng không cần quá lo lắng cho Hùng Dũng. Bởi nếu lên đội tuyển Việt Nam lúc này, có lẽ đây sẽ là liệu pháp tâm lý, giúp Hùng Dũng hít thở, lại bầu không khí đội tuyển, chứ để thi đấu ngay tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì quá khó với anh. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, đội tuyển muốn sớm có Hùng Dũng để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 khởi tranh vào ngày 5 tháng 12 tại Singapore.